đấy. Ai cũng khen luôn ấy. Và sao mấy bà cô mình đến mà sao giờ này da mày đẹp thế? Đấy. Da trắng bóng mà sao lại hết tất cả tàn nhang này. Bảo cháu ừ, thích mà. À thế à? Con gái chẳng thích khen xinh. À thế à? Đẹp. Mình bảo vâng cháu. Mình nói nhỏ với các bà thôi, vì chúng ta làm chỉ bảo với các bà là cháu đi bắn ở trên Nam Định. Phải đi sen thì các bà là ô thế gì? Các bà ở thế thì khi nào tao cũng phải đi bắn nhỉ? Và đến nhà cho dẫn cô đi. À. Tại vì chị này chị rất nhớ nha, mặt bị đầy ra luôn. Đây, đây là cái hình ảnh trước của chị so trước khi điều trị. Tàn nhang rất là nhiều luôn. Và khi mà đưa lên máy soi da thì để quá lâu lên là chân tàn nhang rất là sâu rồi, và phía dưới của chị rất là nhiều lắm mảng ẩn. Bây giờ điều trị xong thì thành một con người khác hẳn luôn. Đúng không nhiều chị luôn. Này nhiều mà nó đậm. Này còn đậm đen xì vào luôn. Đúng rồi. Xong rồi. Đây sang gặp khách hàng này. Đấy bây giờ đẹp vui lắm luôn. Thích không? Thích lắm. Hôm nào giờ thích muốn cải thiện rõ rệt luôn. Đẹp về đẹp là phải sướng đi, phấn khởi. Ai cũng khen da trắng đẹp. Nhưng mà đúng là tiền nào của lấy thật. Đúng rồi. Xong là sướng lắm, thích lắm. Ai cũng khen xinh. Khen trắng da, tàn nhang thì hết. Tí nữa em cho chị xem ảnh của chị này. Em nhìn ảnh em trước em đã bảo rồi. Chị này công nghệ của mình cũng quá giỏi đấy. Ôi, phải giỏi chứ chị. Đấy. Và thì mới có đông khách như này chứ không thì làm gì đúng có khách vậy. Phải công nhận đấy. Và